Vâng, thì sau đây em sẽ test hai sản phẩm để gửi cho hai bác. Đó là một con bé một là một ông ly rất là tầm tiền. Con này rất đánh giá rất là cao trong phân khúc, nó 10 triệu rưỡi nha các bác. Đánh được rất là nhiều lô này, nó chơi cũng được, tiếng rất là sáng. Các bác nào giờ thích khi nịnh tai bát chép nó rõ ràng, nó canh nó nét thì các bác xài dùng dùng những cái sản phẩm Samsung 771 881, nó chạy 3 cầu loa cực kỳ là khỏe, chạy sò sắc. Bác có thể đánh được hai cầu loa A cộng B, A cộng C, rồi kháng 4 cộng 16 ô. Thì con này em tắt gửi cho bác chỗ ở ngoài Bắc, và con này thì gửi cho bác ở Bình Định luôn. Là 77XR giá 16 triệu, còn 771 là giá 10 triệu 500, em vẫn còn hàng nhé. Tất cả hàng xuất sắc, các bác có thể thấy tất cả là hàng bãi về, chưa có tay người siêu Việt Nam. Em mời các bác nghe. Đây là đánh bắt 30 nha. Dòng này nó chạy 4 nguồn điện nha, ở đây là 1 nguồn điện. Nghe em đi rồi anh trở về đơn phôi, nhạc sầu chia phôi đưa anh vào cuối nẻo đời. Buồn ơi là buồn, nghe mưa về răng mắt ai. Đường em đi xa vời, cao nguyên mây trời theo gió lòng người tình ơi, ai yêu cho tôi. Em ra đi vì theo cuộc tình yêu xa, dài phong ba anh quay về xin mong an hòa. Rất là hay. Anh phục chân là vì đôi lòng nghe cách xa. Rồi đây đam mê chôn vùi hoang vu quên đời, ôi khắc hoài người tình ơi, ai hiểu cho tôi. Rồi sau đây em sẽ test tới con 77XR nhé. Vâng, sau đây là con 77XR em đang ở để chế kém đường CD. Chúng ta chuyển qua CD nha. Còn đây là để chỗ Interactive nha. Phát chép 12 giờ đấy cho các. Đường về đến nay tóc anh giật xa hát nước. Lạnh lùng mưa xuyên áo tôi, chẳng yêu kịp sống mong manh. Lời lỗi qua muôn nơi tôi, gặp gần đường để tôi đâm. Ngập ngừng dừng bên mái tranh, ghế trẻ thơ thức giấc bụi mùi. Đêm đêm tiếng hát ngân nga, ôi đời mẹ hiền du thiên thua. Không gian tiếng hát bao la, nhiều thương đường về bao xa. Mưa ơi có thương cho ta. Hai bác chờ nhận hàng giùm em nha. Chiều nay hàng sẽ lên đường luôn nha.